Sự online Phật giáo Đồng Nai và trang Facebook chùa Vinh Quang, chúng con xin được thông tin đến chư tôn đức và cũng thông tin đến toàn thể đạo tràng Phật tử. Và kính thưa quý Phật tử đang còn ở xung quanh khuôn viên của chùa Vinh Quang, bây giờ là đã đến giờ cung thỉnh chư tôn đức quang lâm. Một lần nữa, các Phật tử nào còn ở phía bên ngoài giảng đường, xin quý vị nhân chân vào bên trong. Và chúng con một lần nữa cung thỉnh chư tôn đức tiến về bên trong giảng đường đối trước giảng linh đài của Hòa Thượng để chính thức cử hành lễ tưởng niệm tối hôm nay.
Kính mời quý Phật tử đồng an tọa. Kính lại Giác Linh Ôn, nhớ lại năm đau cũng đổ rầy, vườn thiền đào thọ ngã về Tây, Giả Lam báo quốc mở vang bóng, Viên Quang cộng bị Y Linh Đài tỏa khói mây. Tuy nhiên đại sự nhân duyên nhiều đảm bản, nhất sân sự nghiệp vẫn còn đây. Năm nay nhớ lại ngày Tây khử, đốt nén tâm hương tưởng nhớ Thầy. Kính bạch Giác Linh Ôn, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử xa gần. Thấm thoát đã tám mùa lá rụng kể từ ngày ôm quậy giác Tây Quy. Trong ký ức của đệ tử chúng con vẫn nhớ như in ngày ấy, khi trời mùa mờ sáng nghe hung tin ôm đào về với Phật. Chúng con cuống cuồng nhiều phố thị thân thang, vội về chóc thịt để hầu bên hình hài thân thương của ông. Trong phương trượng và hương Giả Lam, ông nằm đó đắp hờ tấm y giải thoát. Quân gia phòng ngào ngạt sắc hương sen tháng người, bao người phụ phụ bên ông niệm Phật. Kể từ phút giây đó, chúng con hiểu rằng cõi niết bàn ông đã ám trụ từ lâu, chỉ miền gió cát có còn tìm phương hướng. Hôm nay vừa tròn 8 năm ngày ông viên tịch tại chùa Viên Quang, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, Hòa thượng Thích Pháp Đăng cùng các pháp đệ vốn là pháp tử, pháp tôn của ông cùng trở về đây thiết bày hương án, thắp đèn tưởng niệm ân đức của ông, cùng phụng tùng kinh Di Giáo để ôn lại những lời dạy của Đức Thế Tôn, ôn lại những lời giáo huấn của ông, cũng như hành trạng mà cả một đời hơn 80 năm ông đã lưu dấu ở nơi chỗ Ta Bà. Còn giờ phút này, khi tất cả đang an trụ ở trước Giác Linh Đài của ông, trong không gian ánh sáng vàng ấm cúng này, chúng con thần tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Pháp Đăng sẽ tiếp nhận ngọn đèn trí tuệ từ nơi hương án của ông và trao truyền cho các pháp tử, pháp tôn của ông, cũng như truyền trao ngọn đèn ấy cho quý Phật tử trong tinh thần chỉ tâm truyền tâm, một lòng tưởng nhớ ân đức và trí tuệ của ông. Chúng con xin cung thỉnh Hòa thượng. Người thị hiện Ta Bà hóa độ, thế nên dẫu
sông quyền xưa sẵn chỉ xuất trần, chốn A Mây quyết giữ phần xuất sĩ, thần phùng thân cận cao đức, nương tựa thầy trí thủ cao tăng, khai tuyệt Phật trường độ người kiến đạo, nương thần giáo tín thần tám bảo, mang thân phàm báo đáp từ ân, ảo Như Lai giữ tròn tâm can, giới xuất trần đêm ngày ấp ủ, tám bảo người yên tâm cầu họ, thế đạo người quý chỉ nghiêm tòng, bao tháng năm mài miệt tiên công, hòn đá cuội đặt ràng thần ngọc quý, để rồi từ đấy chỗ thiền bốn sáng nhân người đại trí, lỗi chân như tỏ bóng bậc chân tu, thuyền công phu thân giáo dạy người, và tăng đồ hướng về quý kính, mô phạm người bậc đức nhân sinh, thiên cung giảng dị vang nhân, chốn tổng lắm quả bóng mấy lần, hàng hầu học ân triêm lợi lạc. Nhưng hỡi ôi những tượng thời gian nãi người thiện ý, nào ngờ đâu máy ốc dương chậm nhịp bước vô thường, có hay đâu một hơi thở nhẹ buông, thầy xã mộng vào nơi tình diện, giả lắm tiếng liệt tử chúng ngọc mùi, sự quy lai bắt một nụ cười, cầm lý thiên quang khắp người đức hạnh. Vẫn biết thầy là an nhiên đến từ tận, vẫn biết thầy đã xem nhẹ bước tử sinh, vẫn biết thầy đã tròn các nguyện lần, mà sao con vẫn lệ nhòa xót xa. Thầy vì chánh pháp ta hà cấu trù, thầy vì tăng đoàn để phụ người tu, thầy một đời vàng lễ tốt phu, mang hành cả một đời nhiệm chúng. Kính lại Giác Linh Ôn, việc lớn giờ khác rồi, con biết đâu kể tục, để đạo đường đời ai càng cùng khơi răng, cổ ấn ngàn đời ai vượt mỗi con sông, dạy tử đứng ai nặng lòng giáo dưỡng. Trang sức cụ thầy cười buông nhẹ quá, để lòng phàm có lạ nhà rót vào tính, chốn nhà lá mai mưa sẽ khôn tình, nụ cười ấy đã nằm im trong bao tháng. Nhà quá trường không chạy lúc một pháp, sao vẫn mơ hồ tìm bóng dưới dòng sâu, gọi niết bàn thầy là an trú từ lâu, miền gió cát con còn tìm phương hướng, để sớm nay nghe tin thầy xã mộng, có bà hoàng khóc giờ chốn thần đô, mấy mươi năm học đạo không thuộc một bài kinh, chỉ hai chữ vô thường lòng tan thương mấy đồ, chợt giật mình tỉnh giấc xưa nay ngộ gì đâu, trong ngọn gió đông sầu kết vần thơ ai điều. Thầy hần hần như tai sẵn khúc chuyên, 80 năm là gác hương thiền, thần từ nước tiếng trong ngoài cõi, tất cả vang dân khắp mọi miền. Thầy kể tục từ tốt hơi nguồn ruộng phước, thầy hiền từ nhiếp chúng đồ nhân thiết, việc tròn thuần thể buông thân mộng, hạ cảnh mây về lối an nhiên. Nguyên vị rằng người đức trơn dạy lỗi, hại tỉnh thân thao thần tâm tưởng niệm, từ lắm tế dạy tông tử học tử thể, quả ương giả lắm túc viền viền trù, thủy thường nguyên hà mỹ từ đức trơn hiểu hại tỉnh, phàm công trường lão hòa thường giả linh, tùy từ chứng giáo. Kính lại Giác Linh thầy. Thank you.
Thank you.
Thưa Phương Tử, Phật Tử, ta dành thêm 2 phút nữa, nâng ngọn đèn lên và hãy hứa với ôm, hứa với ôm những tâm sự của mình, mong hay là những ước nguyện của mình. Trước khi ta chuyển sang phần cúng kinh thì Thank you.
Xin phong tri để cho cô đức để quý Phật tử và xin thần thông.